Em xin chào tất cả mọi người. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhà em lại về rất là nhiều lông công phong thủy như thế này để phục vụ cho mọi người đấy ạ. Lông công phong thủy thì mọi người cắm theo số thứ tự là 33, 66, 108. Khi ở lông công phong thủy thì mọi người nếu mà mọi người muốn tạo dáng ấy thì mọi người có thể cắm vào sốt, nó sẽ xòe ra như thế này, thì đuôi con công sẽ rất là đẹp đấy ạ. Không những thế thì lông công phong thủy còn có ý nghĩa là hút may mắn tài lộc về cho gia chủ. Thế nên mọi người hãy nhanh tay đặt hàng mọi người nhé. Sản phẩm lông công phong thủy của nhà em thì có giao hàng trên toàn quốc. Nếu mà mọi người quan tâm xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho em nhé. Em xin cảm ơn ạ.